Ngôi sao Vbiz bén duyên nghề giáo, Mizu vẫn tự tin đứng lớp dù chỉ có bằng cử nhân. Hôm nay là ngày Du bảo vệ đề án luận văn thạc sĩ sau 2 năm theo học tại trường. Lúc này là biết được kết quả á khoa cho nên là rất là vui. Hồ Quỳnh Hương, Võ Hạ Trâm dùng thực lực nói chuyện. Nàng hậu thành giảng viên đại học tuổi 20 đều có profile siêu xịn. Nhiều nghệ sĩ trong showbiz quen mặt trên sân khấu, màn ảnh, nhưng ít người biết ngày thường họ còn là những giáo viên, giảng viên được nhiều học trò yêu quý đấy. Với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, Mizu đã trở thành giảng viên của một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 5 năm 2017. Sau nhiều năm, cô vẫn chăm chỉ đi dạy, thể hiện hình ảnh giảng viên trẻ trung, năng động và đầy nhiệt huyết với nghề. Mới đây, nữ diễn viên công khai việc bản thân đã hoàn thành chương trình học thạc sĩ. Thông tin này khiến một bộ phận